Bạo lực học đường đang là từ khóa nóng nhất trong những ngày vừa qua. Dù đã được lên án từ rất lâu, nhưng thực trạng này dường như chưa có chiều hướng giảm đi. Liệu có cách nào để cho trường học trở nên bình yên và trong sáng như xưa? Hãy lắng nghe những chia sẻ của một nạn nhân, cũng như là các bạn học sinh về vấn đề đang rất được quan tâm này. Mình cũng đã từng là nạn nhân của việc bạo lực học đường vào năm học lớp 11. Thì có một nhóm bạn, đó cũng chính là nhóm bạn thân nhất của mình, thì đã xúm lại và đánh mình. Rất là may là sau đó thì có một nhóm bạn nam đã đến và can ngăn, cũng như là người bạn thân nhất của mình đã chạy xuống để báo giám thị. Mình đã mất một khoảng thời gian gần như là 3 tháng hè để phải gặp bác sĩ tâm lý điều trị chứng trầm cảm. Thì cứ mỗi lần mà nhắm mắt lại thì mình luôn luôn bị cái cảnh là rất nhiều người vây quanh và đánh. Nói chung là em thấy phẫn nộ về hành động bạo lực học đường. Xem xong clip đó thì em có hai cảm xúc. Một là em cảm thấy là không hiểu tại sao mà các em nữ sinh mà bị đánh đó, là lúc đó là em không có chạy đi mấy này nọ. Nhưng mà tại vì cũng từng là học sinh là cũng hiểu rằng là có thể là em đó bị khủng hoảng tâm lý, là khi mà bị đánh như vậy là không có dám đi mấy này nọ. Tại vì cũng nói. Thứ hai là em cảm thấy phẫn nộ vì tại sao mà có nhiều như vậy mà không em nào mà chịu là ngăn, có thể là không mét giáo viên cũng được, nhưng mà ngăn lại để đừng có sự việc xảy ra đó nữa. Thì nói chung là coi xong thì em cảm thấy rất là bức xúc khi mà sao mà một cái sự việc xảy ra như vậy, mà một cái lớp la lối sùm như vậy mà giám thị không hề hay biết gì luôn, mà đến phút xong rồi á thì sau này giám thị mới biết. Thực sự là em cảm thấy rất là bức xúc như vậy. Tốt nhất là đừng nên đánh lại, vì khi các bạn đánh lại nó sẽ lại làm cho những cái người mà đánh bạn á, họ sẽ càng hăng tiết hơn và họ lại muốn đánh bạn nhiều hơn nữa. Em nghĩ là nếu mà gặp trường hợp bị đánh như vậy thì em cần phải đưa lên những thầy cô giám thị hay là những thầy hiệu trưởng này nọ có nhiệm vụ là phải giải quyết nó. Để em tự bảo vệ bản thân mình không bị người ta ăn hiếp. Dạ, thứ nhất là em chắc em sẽ tự vệ xong rồi, sau đó em sẽ kiếm thầy cô giám thị. Nếu vậy thì em phải coi xem xét cái nó là ở cái mức độ nào. Nếu mà ở trong, nếu mà chỉ là những, ví dụ như là nó chỉ là ở trong trường, ở những cái lớp với nhau thì chắc chắn là em sẽ báo lên với lại những cái người có thể giải quyết được. Tại vì nếu mà mình đánh lại thì mình sẽ bị tội chung với người ta luôn. Em nghĩ là khi bị đánh thì mình không nên đánh lại, nhưng mà mình tự vệ rồi tìm người giúp đỡ. Dạ, khi bị đánh thì chúng ta không nên đánh lại, bởi vì nó cũng có thể ảnh hưởng ngược đến chúng ta. Chúng ta có thể là phòng thủ bằng cách đỡ hay là nhờ giáo viên, bạn bè này nọ. Bên đó đông thì mình bảo vệ bản thân mình và mình không nên đánh lại. Cái gì cũng là giải quyết bằng lời nói chứ không phải là dùng sự việc là đánh đấm nhau như vậy. Dạ, em nghĩ là mình nên học một vài thế võ để tự vệ. Lúc mà phỏng vấn em đó thì em đã nói là bị đánh 2-3 lần rồi. Thì đánh 2-3 lần rồi là sẽ có những cái vết thương, thì em đã hẳn nói là nếu mà nói không được với ba mẹ, tại vì em đó cũng có chị, thì cũng có thể chia sẻ chị đó là em bị như vậy, chị có cách nào giúp đỡ em không? Hay là nói ra, tại vì nếu mà nói ra được thì nhà trường sẽ có hướng giải quyết và có thể là sẽ giúp được em đó không bị đánh tới lần 2, lần 3, và có thể là giúp những bằng lời nói để cảnh tỉnh những cái em mà đánh các em đó là đừng có làm như vậy với bạn nữa. Dạ, em nghĩ thì mấy cái vấn đề này mình nên nói trực tiếp với thầy cô để có gì có thể tiện ấy với bạn. Giống như trường em thì hiện nay đang có một cái trung tâm gồm có những cái cô để tư vấn tâm lý cho mấy bạn, thì em nghĩ là nên như vậy để ổn định lại tinh thần cho mấy bạn. Hy vọng qua những chia sẻ vừa qua của các bạn trẻ, chúng ta sẽ biết cách tự bảo vệ mình thoát khỏi nạn bạo lực học đường một cách tốt hơn.